Em làm một clip này là clip tổng hợp cho các bác nhé. Làm clip tổng hợp. Sau đây em làm cái clip tổng hợp để giới thiệu hàng cho các bác, bởi vì là nó trời nó mưa đấy. Em cũng không muốn quay ra. Với lại có một số công việc em chuẩn bị đi công việc nên em cứ quay tổng hợp, bác nào cần cái gì thì báo hộ em. Đối với đầu giải mã thì vẫn như hàng ngày rồi các bác nhé. Bình thường nhiều bác chỉ cần nguyên giải mã thì có cả đầu, bây giờ lô này về nó có cả nguyên giải mã 1 triệu 2 một chiếc đấy. Nguyên giải mã nó chạy được mềm MD hoặc CD đấy thì là 1 triệu 2 một chiếc. Còn nó chết tất thì 1 triệu một chiếc. Còn nó chạy tất MD CD và giải mã và cả công suất nữa thì là 1 triệu 6. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Đợt này về lô này mức giá 1 triệu 2 rất là nhiều, có rất là nhiều luôn ạ. 1 triệu 2 một chiếc rất là nhiều. 1 triệu 2 một chiếc thì gồm có chạy công suất này. Công suất thì đánh được 140 đến 160W một đôi loa. Ngoài ra thì sử giải mã tốt này, chạy MD hoặc CD, một một trong hai cái đấy còn sống đấy. Còn tiếp tục đến đôi loa đây thì lô loa kia thì em nhắc các bác rồi nhá, có hai bác đặt đôi A12 với đôi cốt xem lại hộ em nhá, còn không em bán. Còn đôi KLH này thì đã nhận tiền của khách rồi để đóng đi này. Tiếp theo này, đôi Studio LAB này, đây là đôi loa Studio. Còn nhiều lắm, em sẽ quay lần lượt cho các bác chứ em không xếp ra ngoài đấy được. Studio LAB, đôi này là dòng loa của Canada, dòng loa Canada. Con này xuất bát thì dày ấm rồi. Con này thiết kế với một bát 25, một bát 30 phía dưới, một chung và một tép đom đấy. Bác nào cần chi tiết thì kích thước thì đã có báo kích thước rồi. Con này kích thước chiều ngang của thùng là 40 này, ngang thùng 40, chiều cao nó tầm khoảng độ 90, trên 80 đấy. Mức giá là 9 triệu 9 này. KLH này bán rồi, không giới thiệu nữa. Sang đến đây nữa. Sang đến đây. Sang đến đây đó là đôi loa BMW kép nhá. BMW kép. Con này BMW kép DCM các bác đã nhớ rồi đấy, ở trên kênh em đã giới thiệu cho bác clip rồi. Hôm trước là có bác khách hàng đã chốt đặt cọc rồi nhé. Nhưng bác ấy chưa thấy lấy và gọi, bây giờ hiện tại là bác ấy không không thấy lấy thì thôi, bác ấy đặt cọc rồi. Con này ở trên clip em đã quay rồi, đã báo cho các bác là 19 triệu 9 đấy. 19 triệu 9 nhá. Nhưng mà khách hàng đã đặt cọc 2 triệu rồi không lấy. Bác nào lấy thì trừ 2 triệu đấy vào đây cho các bác nhá. Thì bây giờ nó còn 19 9 18 9 còn 17 triệu 9 ạ. Nhá. 17 triệu 9, con này đã giới thiệu trên kênh cho các bác rồi, có rồi. Nhá, cần em giới cho xem lại clip có giới thiệu con này là con BMW kép. Này có nhìn này, BMW kép CM4. Con này 300W nhá. 300W đôi loa này. Trở kháng 8 ôm nhá, trở kháng 8 ôm ạ. Được chưa? Hàng made in England. England. Dòng loa đến từ Anh Quốc, con này rất là đẹp. Nặng trịch luôn. Cái số tiền khách không lấy nhá, chuyển sang cho các bác. Trừ đi 2 triệu, con này là còn 10 19 9 còn 17 9 nhá. Báo luôn thế cho nhanh. Khỏi phải thay số gì cả. Con này trên kênh khách đã chốt và có nhiều bác muốn lấy đôi này nhưng hôm đấy không không còn đấy. Do khách đấy chốt đấy. Khách đấy chốt đã đặt cọc rồi nhưng không lấy nữa nhá. Không thấy nhận hàng hôm nay em phang. Có nghĩa bác nào lấy thì được hưởng 2 triệu đấy. Có nghĩa là đôi loa này sẽ còn giá là 17 triệu 9. Ok chưa? 17 triệu 9 ạ. Bên mới kép 300 bát đôi này. Sang tiếp tục đến bên đây. Bên đây đó là con loa sạc Vin Vega. Con này thì đáp ứng được cả hai yếu tố cho các bác này. Dòng này thì cả nghe và hát, chơi hay bày đẹp, hàng khủng luôn. Nếu mà nhìn ở trong máy quay này thì cảm giác nó rất là bé, nhưng ở ngoài nó to lắm ạ. Ở ngoài nó cực kỳ to, bởi vì là trong máy quay em mới nhìn ở ngoài 10 thì trong này, trong máy quay nó cảm giác nó chỉ còn khoảng 7 đây coi nhỉ. Bác nhìn này, đúng không? 7. Rất là nhìn nó đưa vào máy quay nó hút không biết kiểu gì, nhìn rất là bé. Đây là con loa sạc Vin Vega D8, D8. Bass 40 ạ, bass 40. Dòng này thì đáp ứng hai yêu cầu cho các bác nhé, vừa nghe vừa hát, vừa nghe vừa hát luôn. Hay luôn ạ. Dòng này các bác cứ về đánh với âm ly san xui cho em. Con này các bác cứ sang san xui cho em. Hay. Ăn xui đấy, đây cái căng còn cực kỳ đẹp luôn, rất đẹp. Logo còn hết, con này lỗ thông hơi phía sau,
nó thông qua phía sau. Đấy, có hai tinh chỉnh cho giải chung và giải tép. Và chung và tép cho nó nhanh chứ mít mít mệt. Có cầu chì bảo vệ này. Có một dưa re ngắt cho tép này. Đấy, kích thước thùng này, sâu tầm 42. Ngang thì nó 50, ngang 50. Ngang này 50 này. Cao nó chắc là 1 2 3. Cao 80, trên 80. Đấy là đối với dưa Savinga. À, sang đến con này. Đó là con Vinsat One. Vinsat One. Con này đây. Vinsat One. Con này có clip mai kia em dỗi em khui hàng cho các bác nhé. Vinsat One này. À, con này mức giá đã báo trên kênh cho bác rồi đúng không? Vinsat One này. Em ơi, tổng cái điện thoại xem cái giá con này đâu báo, báo lại cho khách nhé. Ghi luôn vào đây cũng quên mất. Cả con sạc pin Vega nữa. Ghi vào đây cho nó đỡ quên. Lướt xem sạc pin Vega báo giá bao nhiêu. Con này 26 triệu mấy. Ghi luôn đây cho nhớ. Con Vinsat One này nữa. Ghi vào đây cho nó dễ nhớ. Còn sang đây, đây là con Avon khung tranh mắt đỏ. Avon khung tranh mắt đỏ lẹ. Đẹp lung linh chưa? Dòng này rất dễ ghép 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 loài. Nghe nhạc thì thôi rồi, khỏi phải hỏi. Đây. Avon khung tranh tép đỏ. Tép đỏ. Đấy. Bát 25. Bát 27 chứ không phải 25. Đấy. Con này thì đẹp lung linh. Thích hợp với lại những dòng nhạc nhẹ nhàng êm ái. Con này có mức giá là 10.900.000, 10.900.000. Avon khung tranh. Còn thương hiệu này. Con này thì thương hiệu lo của Nhật rồi, hôm nào em khui hàng cho các bác rồi. Con này thì lo cổ. Con này bát 25. 4 loa. Giang sau cho bác nhìn. Con này 8.900.000 này. Tên nó đằng sau. Đấy. Thôi bác đã băng xem nào. Con này có bản bản giới thiệu ở ngoài ngoài trời rồi. Bắt đầu cần thì em cho xem lại clip sau. Còn đây là con KLH nhé. Con KLH này bát 27 này. KLH 27. Hôm qua có một bác hỏi là con KLH này gân nó bị mủn, bị rách cả hay bị nào. Tất cả những dòng KLH này họ thiết kế cái màng loa nó như kiểu gai ấy, kiểu vải đay, nó như vải vải đay nhé. Đây là được sản xuất bằng thủ công. Sản xuất bằng thủ công, tất cả gân còn zin hết. Thủ công. Và bác nào thích nghe cái chất âm bát nó như kiểu AR thì bác mua KLH về cho em, nó rẻ, ngon bổ rẻ nhé. Ngon bổ rẻ. Con KLH này có mức giá là 8.900.000, 8.900.000 ạ. 8.900.000. Đây. Con KLH 6. Một dòng loa của Mỹ chưa? KLH 6. Mức giá 8.900.000. 8.900.000. Còn xuống phía dưới đó là con Pioneer. Pioneer CSA77. CSA77 đẹp như mới luôn. Đẹp như mới CSA77. Con này mức giá 7.900.000. CSA77 mức giá 7.900.000 ạ. Còn đây. Còn đôi này thì mức giá 9.900.000 rồi các bạn. Bác nào thích vừa nghe nghe hay và hát karaoke phang thoải mái thì rước con này nhé. Con này bát 37. Con này có công suất là 400W một đôi này. Giá 9.900.000 đôi này nhé. Loa Canada. BK hàng của Nhật này bát 25, công suất là 900W một đôi. Giá 3.950.000. Pro Audio hết rồi, còn có hai đôi về nữa nhé. Pro Audio. Trong 2 tuần hơn 70 đôi hết rồi đấy. Còn có 2 đôi nữa. Loại này 3.900.000 một đôi. Củ bát 20, 2 bát, 1 bát 20, 2 tép, tất cả bát đều là củ dập của Marzahn hết. Có nghĩa là dòng Pro Audio này củ nó giống hệt của con loa BMB 250V hàng xịn. Con này made in Japan hết. Con này còn hay hơn cả BMB 250. Bởi vì BMB 250 là bị vát hai cái góc này để họ thiết kế tép.
Con này thùng nó đầy nên là chất bát nó dày hơn. 3 triệu 9 một đôi. Tất cả hàng made in Japan. Con này 500W một đôi này. Bác nào muốn nghe nhạc hay, vừa nghe vừa hát hay thì chỉ có dòng đấy thôi. Còn muốn vừa nghe vừa hát hay hơn nữa thì sạc pin này. Sạc pin này nó hơi cao tiền. Sạc pin hai mấy triệu đấy em? Bảo từ lúc đến giờ. Đấy, còn đồng hồ đây. Đồng hồ hộp này, đồng hồ này cao 1m15 rồi, hơn 1m. Rồi tất cả đồng hồ vai bò nữa. Bác nào cần đồng hồ vai bò thì bình luận dưới này em gửi đường link cho. Đường link cho đã, cho nó tiện. Bao nhiêu? 26 triệu 9 thì ghi vào đây cái. Còn đôi vi sát này nữa. Vi sát One. Con sạc pin Vega này mức giá 26 triệu 900. Con này mà 9 triệu 8. Nơi bút đây. Đây dán vào. Con này 9 triệu 8 nhá. Con này 26 triệu 900.